Bếp từ Bosch POG611PB1E đang ngày càng trở nên phổ biến với rất nhiều những tính năng ưu việt hiện đại. Đi kèm với nó là giá thành phải chăng, phù hợp với các khách hàng nên hầu như ai cũng có thể mua được. Đó là vì sao dòng bếp từ Bosch POG611PB1E đang ngày càng trở nên phổ biến có mặt tại các quốc gia trên toàn thế giới. Bếp từ Bosch POG611PB1E nhập khẩu trực tiếp tại Tây Ban Nha gồm 3 vùng nấu cảm ứng với spin chức năng cho từng khu vực. Một vùng bếp khổng lồ kích thước lên tới 28cm, công suất bếp 2,6kW. Một vùng bếp kích thước 21cm, công suất bếp 2,2kW. Một vùng bếp kích thước 14,5cm, công suất 1,4kW. Ba vùng bếp này được thiết kế phù hợp với mọi loại nồi, chảo thường dùng của người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Sản phẩm được thiết kế lắp âm tủ bếp với kích thước thiết bị 592mm, 522mm, còn kích thước lắp đặt là 51mm, 560mm và 490mm. Bếp từ Bosch POG611PB1E thiết kế tao nhã, hấp dẫn với mặt kính được làm bằng Scotch Ceran sát cạnh, độ bền cao của Đức. Đây là một loại gốm kính cao cấp chuyên dụng cho điện bếp từ, được làm từ gốm sứ thủy tinh đặc biệt, rất cứng, có khả năng chịu nhiệt, chịu lực và tản nhiệt tốt, chống va đập, chống chảy xước. Nó có khả năng chịu nhiệt lên đến 1.000 độ C và sốc nhiệt tới 800 độ C, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống chảy xước tốt. Phần thân vỏ của bếp được làm bằng thép chống rỉ. Đây là chất liệu có khả năng chống oxy hóa và rò rỉ điện nên rất an toàn cho người sử dụng. Kết hợp thông minh giữa hai mặt bếp là hệ thống quạt tản nhiệt lồng sóc giúp bếp tản nhiệt nhanh và vận hành trong trạng thái mát, ổn định. Tem của bếp ghi đầy đủ thông số như nguồn điện, điện áp và model sản phẩm. Bếp sử dụng dây điện đơn với 3 dây nóng, lạnh và trung tính, dễ dàng cho việc lắp đặt, nấu điện khi sử dụng. Nhìn chung, đây là sự hoàn thiện cao về mặt thiết kế của bếp. Bảng điều khiển Touch Select dạng phím cộng trừ giúp điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ dễ dàng tiện lợi với 17 cấp độ nhiệt được chia nhỏ phù hợp cho nhiều món ăn khác nhau. Không cần phải ấn thật mạnh như khi sử dụng bảng điều khiển điện tử và cũng không cần phải trượt dài ngón tay trên các cấp độ nấu. Việc của bạn khi sử dụng bếp từ Bosch POG611PB1E là chạm nhẹ vào các phím ở trên bảng điều khiển. Ưu điểm của bảng điều khiển Touch Select giúp bạn sử dụng sản phẩm chỉ với một chạm đơn giản trên các phím cảm ứng nhanh nhạy. Để khởi động bếp, ta nhấn nút Start. Với chế độ Auto Start tự động nhận diện vùng nấu, bạn không cần phải chọn vùng nấu khi đặt nồi. Mà với khả năng cảm ứng nhạy bén trên bề mặt, bếp có thể tự nhận diện nồi đang nằm ở vùng bếp nào. Đây là một tính năng rất thông minh và an toàn dành cho người sử dụng. Bếp sử dụng bảng điều khiển có dấu cộng và trừ với 17 mức công suất khác nhau, tương ứng với các mức nhiệt khác nhau. Ở đây đang là mức nhiệt số 9. Nếu chúng ta muốn sử dụng bếp nhanh hơn, có thể sử dụng chế độ booster để cho việc nấu ăn trở nên tiện ích và gọn gàng hơn. Thế nhưng ta cũng có thể nhấn dấu cộng để lên tới chức năng booster này. Là đến chức năng hẹn giờ có chuông báo. Chức năng hẹn giờ có chuông báo với biểu tượng là chuông ở trên bếp cho phép chúng ta đặt thời gian từ 1 cho đến 90 phút. Bạn có thể lựa chọn giờ tùy thích, tùy theo mong muốn của mình. Với chức năng cảnh báo chuông, khi có hiện một dấu đỏ ở trên thì sau khi kết thúc nó sẽ kêu lên một tiếng bíp để báo cho bạn biết là đã nấu xong. Với chức năng thiết lập thời gian cho từng vùng nấu này, cho phép bạn lựa chọn thời gian khác nhau cho mỗi vùng nấu. Đây là một chức năng rất thông minh và hữu ích dành cho người sử dụng. Chức năng tiếp theo là chức năng khóa an toàn cho trẻ em. Chúng ta chỉ việc giữ trong vòng từ 3 cho đến 5 giây. Sau khi tắt bếp, chúng ta chỉ việc giữ chức năng khóa an toàn này trong vòng từ 3 cho đến 5 giây. Với điều này sẽ ngăn ngừa sự vô tình bật bếp để đảm bảo an toàn cho trẻ em và gia đình. Chức năng tiếp theo là chức năng cảnh báo nhiệt dư ở hai cấp độ. Có hai cấp độ là chữ H lớn và H nhỏ. H lớn để biểu thị cho cấp độ trên 60 độ C và H nhỏ biểu thị cho cấp độ dưới 60 độ C. Để cảnh báo cho bạn biết là bếp đang nóng thì bếp sẽ hiển thị đèn cảnh báo nhiệt dư H lớn hoặc H nhỏ ở khu vực bảng điều khiển. Chúng ta hãy cẩn thận khi thấy đèn bật, tốt nhất bạn nên đợi khi đèn cảnh báo tắt rồi hãy vệ sinh bếp. Để thực hiện các hoạt động khác, chúng ta sẽ giữ để mở khóa. Và cuối cùng là chức năng chống tràn hiệu quả.
Với một vài món ăn nhiều nước thì việc tràn nước ra mặt bếp rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần lo lắng trong trường hợp nếu nước tràn ra bề mặt. Bếp của chúng ta sẽ cảnh báo và ngắt bếp khi mà thấy có hiện tượng nước tràn ra. Đây là một thiết kế rất thông minh và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm bếp từ POG 611PB1E, hãy tới ngay tại địa chỉ của chúng tôi 992 Đường Láng hoặc liên hệ qua số hotline 0976 665 669 hoặc 0912 331 335. Trong tháng này, chúng tôi đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi. Khi khách hàng mua một bếp từ sẽ được tặng ngay một bộ nồi từ, cam kết bảo hành 3 năm chính hãng, cam kết lỗi 1 đổi 1 6 tháng do nhà sản xuất, miễn phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội, miễn phí ship toàn quốc tùy vào đơn hàng, cam kết bồi thường 200% nếu sản phẩm không đúng nguồn gốc xuất xứ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Bếp An Toàn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.